tổ chức PETA chống lại việc săn hải cẩu tại Yanadai, tính từ Tokyo. Một số các nhà hoạt động bảo vệ động vật thuộc tổ chức PETA đã tụ tập bên ngoài tòa đại sứ của Yanadai tại thủ đô Tokyo để phản đối việc săn bắt hải cẩu. Liên hiệp châu Âu đã đóng cửa biên giới của mình với các sản phẩm từ hải cẩu theo yêu cầu của các nhóm bảo vệ động vật. Họ lập luận rằng các cuộc săn tìm hải cẩu ngoài khơi Đại Tây Dương của Yanadai là tàn nhẫn với động vật một cách không cần thiết. Kết quả là một số các nhóm hoạt động như PETA nói rằng châu Á là thị trường mới cho sản phẩm này, còn các nhà săn hải cẩu thì nói rằng săn bắn là một hoạt động nhân đạo được Ottawa giám sát chặt chẽ và nó hỗ trợ cho một lối sống truyền thống. Mặc dù những nhà săn cá voi miêu tả chuyển động sau khi bị đập chỉ giống như là cò thắt cơ và nhấn mạnh rằng đòn đánh gây tử vong ngay lập tức, nhưng các nhà phê bình vẫn cho rằng cơ thể của hải cẩu bị đẩy xung quanh cho thấy các con vật này đã phải chịu rất nhiều đau đớn. Những người biểu tình cho biết họ hy vọng Nhật Bản sẽ cấm bán các sản phẩm làm từ hải cẩu. Mùa săn hải cẩu chính của Yanadai diễn ra từ tháng 3 cho đến tháng 4 khi băng chải ngoài khơi Đại Tây Dương và Vịnh Saint Lawrence.